Từ năm 2018 đến nay, huyện Thuận Châu đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân các bản thuộc diện sáp nhập hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, đồng thuận sáp nhập bản. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp cũng đặt ra nhiều vấn đề như thiết chế cơ sở vật chất văn hóa chưa đảm bảo, giao thông đi lại khó khăn, khiến cho việc tham gia các công việc chung của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhà văn hóa này được xây dựng từ năm 2013. Năm ấy, nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, có nhân dân trong bản đóng góp để hoàn thiện với số tiền gần 200 triệu đồng. Trong căn nhà này chỉ chứa được khoảng 70 người, trong khi số hộ dân trong bản đã có trên 300 hộ. Đập bỏ đi thì phí của, lãng phí, còn để lại thì không thể tiến hành họp chung cho cả bản, nhất là những hôm trời mưa. Cũng giống như hàng nghìn căn nhà văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện đang không đáp ứng được nhu cầu sử dụng sau khi sáp nhập. Rất khó khăn về cái điều kiện về chỗ ngồi cho bà con và chỗ hội họp ấy. Thì lúc họp ấy, trong nhà chỉ được 70 người thôi, chỉ toàn là được ngồi ngoài. Nhà văn hóa này đang cho trạm y tế xã ở nhờ trong thời gian chờ xây trạm y tế mới. Bình thường nó đã quá chật chội, nay sáp nhập thêm hai bản nữa vào nên việc họp chung càng trở nên khó khăn. Cũng từ lý do đó mà người dân bỏ họp rất phổ biến. Dân số thì bây giờ hơi đông. Đấy là nhà văn hóa thì cũng là trước kia thì nó một bản nó ít, bây giờ thì sát nhập vào thì đây là họp dưới sân này thôi. Thời gian qua, việc sắp nhập bản ở xã Thôm Mòn đã nảy sinh thực trạng thừa nhà văn hóa, nhưng đó là những nhà văn hóa xây dựng cách đây hàng chục năm. Nay xã Thôm Mòn còn 10 bản và đang thiếu 10 nhà văn hóa đáp ứng đủ quy mô dân số. Tuy nhiên, với điều kiện nguồn lực thì xã không thể giải quyết trong thời gian này. Nếu mà tính ra xây một cái nhà văn hóa đạt quy chuẩn thì ít nhất thì nó cũng phải đạt khoảng các cái công trình phụ trợ công năng các kiểu, nó phải tầm rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 tỷ trên một nhà văn hóa. Thì nó mới đảm bảo được theo cái quy mô sáp nhập từ khoảng tầm 300 hộ trở lên. Sau 3 năm thực hiện sáp nhập thôn bản tiểu khu trên địa bàn huyện Thuận Châu đã giảm từ 570 xuống 355 bản. Trong năm nay, huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục sáp nhập 36 bản trên 11 xã. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các bản sau sáp nhập cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh phí. Việc thực hiện chủ trương là phải chấp hành và phải triển khai thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, của địa hình của từng bản, từng địa phương cơ sở để chúng ta tiến hành cái việc mà đồng thuận trong nhân dân và đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Đấy mới là điều quan trọng. Trong năm 2023, huyện Thuận Châu tiếp tục sáp nhập 36 bản ở 11 xã. Toàn huyện sẽ giảm còn 336 bản. Trong số này, vẫn còn 82 bản chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định do đặc thù các bản nằm cách xa, biệt lập, khác nhau về phong tục tập quán. Hiện nay, huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân sau khi sáp nhập, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, vướng mắc của nhân dân sau khi sắp xếp lại, tham mưu cho tỉnh có cơ chế chính sách điều chỉnh hợp lý khi thực hiện sáp nhập.